Đối tượng Lê Quang Hiếu Hùng sinh ngày 16 tháng 10 năm 1974, công nhân viên quốc phòng chi nhánh đầu tư xây dựng miền Nam, Tổng công ty xây dựng Lũng Lô, Bộ Quốc phòng, là bị can bị truy nã quốc tế trong vụ án giả mạo trong công tác, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, sản xuất buôn bán hàng giả, đã bị cơ quan điều tra hình sự, các tổ chức sự nghiệp, Bộ Quốc phòng ra quyết định khởi tố ngày 21 tháng 10 năm 2018. Sau khi bị khởi tố, đối tượng Lê Quang Hiếu Hùng đã bỏ trốn ra nước ngoài. Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã đề nghị văn phòng Interpol Việt Nam phát lệnh truy nã quốc tế. Trong quá trình lẩn trốn, đối tượng Lê Quang Hiếu Hùng sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, tạo vỏ bọc, thường xuyên di chuyển, thay đổi chỗ ở nhằm tránh bị các lực lượng chức năng phát hiện truy bắt. Việc bắt giữ và dẫn độ thành công đối tượng truy nã quốc tế Lê Quang Hiếu Hùng về Việt Nam thể hiện quyết tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong điều tra xử lý kiên quyết, triệt để, không có vùng cấm đối với các hành vi vi phạm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội. Đồng thời là kết quả của sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan đơn vị bảo vệ pháp luật của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm.